mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ quẩy vì tường giòn cho anh em xem nhá. À, cũng khá lâu rồi chưa quẩy con tướng này. Con tướng này là một con tướng xạ thủ vô cùng đáng sợ các bạn ạ. Cầm con này thì tỷ lệ thắng của mình lên, nó lên rất là cao luôn. Mình mà chơi giòn thì có nói chung là rất là hiếm khi mà thua các bạn. Tại vì tem mình mà nó xanh á thì giòn cực kỳ mạnh. Mà tem mình nó khế đấy thì mình cầm con giòn này gánh tem nó cực kỳ ngầu luôn. Rồi không biết hôm nay tem mình nó xanh hay nó phế đây. Hy vọng là nó phế phế anh chút để cho mình thể hiện chút kỹ năng để kiếm mấy lượt like coi. Mấy ngày hôm nay mình mỗi ngày mình up 2 clip mà sao lượt xem nó thấp quá anh em ạ. Hình như là không có ai xem hay sao á. Hay là mình chuyển qua up 1 clip thôi nhỉ. Cho nó gọi là có vậy cho nó đẹp thôi chứ. Up 2 clip mà lúc trước up clip anh em la âm sầm kêu là một clip ít quá. Cuối cùng cái kết up 2 cái chả ai xem. Kỳ lạ vậy ta. Cái gì nhiều quá nó cũng không tốt anh em ạ. Vì thế nên nó ít thôi. Ít nhưng mà dài lâu. Anh em có nghe câu đó chưa? Ít nhưng dài lâu. Còn hơn nhiều nó nhàm các bạn. Chà. Cái gì nhiều quá thì nó cũng thừa thãi ra. Wow, bắn nó, sấy nó, tía nó. Bùm. Ai chà, ai chà. Ui giời, lag anh em ơi. Lag quá. Từ từ nha, cứ bình tĩnh thôi nha. Này thì bướng này, này thì bướng này. Bùm. Rồi xong. Này thì bướng nè. Bay vào đây mà kiếm ăn nào. Không có ai cho mình sấy hết trơn. Ủa support tem bạn nó lại đi lên đường trên à. Ai da tem bạn nó lại để cho vị tướng teo nát đây một mình à. Mấy bạn này muốn cái gì đây. Karisi hả. Bơi vào đây mà kiếm chuối nào. Vâng ra tem mình đang. Ôi tưởng bạn ấy bay vào bạn ấy hốt hàng người ta luôn chứ. Hóa ra không phải hả. Không phải thì thôi làm gì căng đúng không. Hết mana rồi. Không còn miếng mana nào đâu xài chiêu được. Về hốt cái bình. Mình sẽ cố gắng đánh thường đi. Chứ bây giờ xài chiêu nhiều quá tốn mana ghê anh em ạ. Đánh thường nha. Đánh thường lấy cái nội tại là chính đi. Tiết kiệm là thượng sách. Chơi nó. Chơi nó. Úi giời. Úi giời ơi, dè phía tới, dè phía tới. Này thì núp với chúng tôi nè. Núp lùm nè. Ủa, nó đi đâu mất tiêu rồi ta. Không phải núp vào đây hả. Kỳ lạ thiệt chứ. Pew, pew. Ok, rất là phê nha. Này, này thì bướng nè. Này thì, ai da đu. Trời ơi, em biết làm hết hồn cho nổi. Làm cái trò gì vậy hả anh trai. Ôi ôi. Ôi ôi, ghê. Dịch mò sờ mông mình cái à. Bảy nha. Ôi đi về. Trang phục này là trang phục bậc S của vị tướng John nha các bạn. Trang phục năm thần Giáng sinh. Trang phục này cũng khá là xịn. Chỉ tiếc là nó không có hiệu ứng kỹ năng biến về thôi. Ui dồi ôi. Chưa hiệu ứng kỹ năng của nó rất là đẹp nha các bạn. Trời ơi, trời. Mình thấy trang phục này có khi còn đẹp hơn cả Long Thần Soái chứ. Ui giời. Nhưng mà trang phục Long Thần Soái thì nó có hiệu ứng kỹ năng biến về, đậu xanh á. Ui nó ngu rồi hút mình kìa. Rồi, Karisi kìa. Ui, hey, ai ấm ra ơi, cố lên anh trai ơi. Xúc vừa soi, soi vừa xúc nó. Này thì chết nè, không trúng rồi. Tem bên bạn có Aza kết hợp với cả Airi với cả Zephyr là hơi bị đẳng cấp đấy các bạn. Mấy con tướng đấy nó kết hợp với nhau nó quẩy thì thôi luôn. Nếu như mà ai mình mà có vị tướng Aza mà nó hỗ trợ cho mình ấy, thì thôi luôn. Mình cũng trở thành chùm của những ông chùm luôn. Bây giờ là không có Aza là chùm rồi đó. Ê, Airi làm gì đây. Wow. Airi Bích Hải nha. Trang phục xịn sò nha. Trang phục xịn sò. Xịn con nhà bà sò này. Xịn con nhà bà sò này. Sấy hết. Gặp là sai hết. Ui dồi, nó hất tùng 2-3 người luôn. Khiếp quá đi mà thôi. Khó quá. Này thì bướng này. Chiu. Bập. Hốt hàng tụi nó. Trời ơi. Bắn vậy mà hụt mất tiêu.
Buồn quá anh em ạ, bắn vậy mà hụt. Chán như con rán luôn. Ăn cho ra bình máu phát. Về đây tỉa con quái nha. Tập trung đi farm thôi. Có thực mới vực được đạo. Đợi xíu mình có nhiều tiền cái là mình sấy cho các bạn banh hàng ngay. Nhưng mà bây giờ thì cứ ôm trụ cái đã. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Đây, 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 đây. Thật ra thì Zon với cả Theonat solo với nhau thì Theonat không có cửa các bạn. Zon nó mạnh hơn rất là nhiều. Ấy à, ấy à, ấy à, ấy à, ấy à. Đó là trong cái khi mà mình bằng tiền với nhau á. Chứ còn nếu mà Theonat nó xanh hơn thì nó mà gồng chung một nó bắn phập 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 một cái thì chết còn đâu nữa mà đâu có xài cái gì đâu. Hy vọng trận này mình với cả Theonat sẽ có cơ hội hai thằng solo với nhau phát. Xem ai mạnh hơn là biết liền nhỉ. Đậu xanh nhà nó. Đây mình tới đây Ari nó được Aya bút sức mạnh nha kìa. Defeat, 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 defeat. Hốt nó. Hốt hàng tụi nó. Ui Zephyr vậy mà không chết kìa. Trời ơi. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Rồi lao vào rồi. Lao vào. Lao vào rồi. Mình hết mana luôn các bạn. Không còn mana để mà giải chiêu. Không còn mana để mà giải chiêu. Wow. Cuối cùng ăn được mạng của vị tướng Ari. Ngon. Lên trên đó thần dịch cung phát nha các bạn. Úi, úi giời, úi giời, úi giời. Càng quá nhỉ. Vô, 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 vô. Mày, trời ơi, bắn. Nó đứng bên kia. Rồi, xong quê le nói. Crazy nó lại được Aya bút trò nó mạnh quá. Ôi. Ôi cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây. Ôi tốc biến kìa. Uầy, uầy. Em yêu, làm gì vậy. Trời ơi, ngon, 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 ngon. Hình như nó bị lag hay sao á. Nó lag xong nó cứ tự chạy vào, chạy vào, chạy vào các bạn. Úi giời, úi giời. Airi kìa, Airi kìa. Airi Bích Hải đánh ác quá nhờ. Xịn xò quá đấy nhờ. Vip đấy. Alistair đây mình làm gì đây? Đứng như trời trồng này. Đây 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 mình tới đây, mình tới đây, mình tới đây. Mình tới đây. Ui một xíu nữa là có đủ tầm bắn cho vị tướng NKDC ta mạng rồi. Và đấy có đủ tầm là hốt hàng luôn á. Ngon luôn á. Ngon luôn á. Ngon ngon luôn á. Chơi nè. Chơi nè. Nhìn con ID Bích Hải đó sử dụng chiêu đã quá các bạn. Trời ơi, ai mà chơi Airi mà có trang phục Bích Hải đó trong người thì thôi luôn á. Đánh sướng, vãi trưởng. Nó rất là mượt nha các bạn. Airi Bích Hải này, Murad Kiếm Tiên này. Rồi Nakaros Vệ Thần này. Trời ơi, mấy trang phục kiểu kiểu Tulen Chí Tôn cũng vậy. Trời nó rất là mượt các bạn. Ui, 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 ui. Ui giời ơi. Ui giời ơi, băng, 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 băng. Lấm hàng nó. Double kill. Ghê chưa? Anh em thấy ghê chưa? Trời ơi, mình chơi AD mình giữ khoảng cách ghê lắm. Mấy bạn bên kia muốn ăn được mình hơi bị khó nhằn đó nha. Không có dễ đâu nha. Bập 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 bập. Ui giời ơi. Chú. Ra ăn ngủ xanh cái. Ok có blue luôn. Xịn xịn. Mọi người xem mình bắn này. Bể đâu ông đại pháp. Đi farm đi farm đi farm. Đi farm kiếm tiền anh em ơi. Có tiền mới làm phiền tem bạn được. Bây giờ mình sẽ cho nó cái cung tà ma nha. Cung tà ma xong rồi giáp hộ mệnh. Trời ơi bắn sướng lắm.
lên cung già ma cho nó hút máu, tí nó vào combat cái là mình thấy các bạn càng đông một phát mình bật cung già ma lên mình chiến thôi cho nó sướng, sấy cho nó phê. Mà nó lại còn thêm cái chí mạng nữa, có cả hút máu nữa, trời ơi, trời ơi, còn gì mà nói nữa. Nào. Rồi. Úi giời ơi. Nào, vào đây với ảo nào. Vào đây. Bới hết vào đây. Úi giời ơi, hất tung kìa. Mình hiện tại bây giờ đang rất là máu nha các bạn. Không ngán con rán nào, tại vì nhiều tiền nhất mà. Mà khi các bạn cũng đã biết rồi đấy, tiền nhiều thì mới làm phiền các bạn được không? Đâu có ngán đâu ai đâu mà, mình đâu có sợ ai đâu mà. Tiền nhiều như này mình sấy một phát là nó ngửa gây máu, sấy phát thứ hai là xác định về làng luôn. Không cần phải nói nhiều. Có blue luôn này các bạn ơi, ngon quá. Ui, bắn phát nào chí mạng phát đó. Ui, cái này mà nó sấy thêm chiêu một nữa thì chí mạng nó nổ lên thì trời ơi nhìn sướng nha. Đặc biệt là sấy vào người nó mới phê. I am in the face. I am in the face. Phê như con dê luôn. Bập chiu. Ừ. Bóng tối không thể lẩn trốn. Rút lui, tập trung, sắp giao tranh. Nào. Trời ơi, trúng rồi. Trúng rồi. Trúng rồi. Khi mà mình combat mình sẽ tích được 4 điểm trước nha các bạn. Xong bắt đầu là mình vào sấy, mình xong bắn chiêu 1, mình bắn chiêu 2, mình sấy liên tục luôn các bạn. Liên tục là sấy luôn. Sấy luôn. Nào, vào đây. Ui giời ơi. Ôi, mấy bạn làm cái gì thế? Chơi này. Trời ơi, bắn kìa. Các bạn nhìn thấy mình bắn kìa. Quá là ghê gớm luôn. Hốt hàng sạch cả các bạn luôn. Vâng, cái kết thì xác định rồi. Lao lên mà chiến. Ôi, đầu hàng à. Trời, một cái pha bắn gọi là ghê hồn rồi chứ. Đỉnh của đỉnh luôn các bạn nhỉ. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nha. Chúc các bạn xem clip vui, ai muốn mua nick thì vào shopping ảo.org ủng hộ mình nha. Bye bye anh em.